Thôi đi tí nữa đi Như Ý ơi, chơi gì vậy? Ừ? Đây là mèo. Mèo hả? Thôi đi con, đi tí nữa đi. Đây đâu vậy? Mình đi đi một chút thôi, chút nữa quay lại. Trong lúc đó mình sẽ dọn cái ghế. Hả? Trong lúc đó mình sẽ dọn cái ghế đàn cá. Giỏi, rồi đi. Đi chụp hình, đi chụp hình. Đấy, đi chụp hình. Ý dơ đây, dớ đây, mày bỏ đây, quên. Thôi thôi, leo cái gì nữa. Gì? Gì nó cũng rành hết. Ê, cẩn thận á. Trời ơi. À, sức tưởng tượng. Được rồi. Xuống đi. Nhanh. Xuống được không? Đích tướng à. Rồi đi tí rồi về rồi, rồi xuống chơi. Đi, nhanh. Nè. Nè, đội vỏ của con đi. Đùm đùm đề. Vỏ của mẹ cũng nặng lắm rồi. Để cái gì vậy? Cái áo con chứ gì? Ủa, áo. Rồi con đưa. Chụp cái đào nè. Trời gớt. Sao là đàng hoàng. Lấm lên. Đứng, ê, đứng ở dưới đi. Đứng cây dưới nè. Đứng cây dưới nè. Rồi xoay qua. Rồi. Đào đẹp quá à. Lần đầu tiên thấy cây đào luôn á. Hoa đào nó giống như hoa mai mình đó, nhưng mà nó màu hồng ha. Hồng, hồng, màu hồng đi đa. Cái này cái nụ nó có màu trắng trắng à. Giống như là mấy cái bông rồi, lông chút lông. Chút nữa hướng dẫn con chơi xích đu nữa nè. Cái này thì có đi nước dụng ở đây. Này. Rồi ra đây nè, cái đào này đẹp nè. Thôi đứng tướng. Con đứng tướng chịu không nổi. Quá nhân đào ha. Quá nhiều đào. Chứ không có phải là quá nhân đào. Cây đào mà ý đi ra đây không đi đâu vậy? Ê. Kêu bảo quý quýnh mình con số rồi. Vô đây nè. Đào đẹp nè. Rồi. Đủ chợ đó à. Chân, chân pháo kìa. Mới giờ hoa đào đỏ hết trơn rồi hả? Nhưng mà còn rất là nhiều nụ nè. Đâu vậy? Đi, đây là chỗ kia chút rồi nè. Đi làm gì?
chơi thêm chút nữa. Thôi. Mẹ nói là đi chút xíu mà. Tự nhiên chơi à. Hôm nay là mục đích hôm nay là đi đâu? Con nói lại mẹ nghe coi. Để chỉ trong 10 giây thôi nha. Ủa? Hôm nay là nó rồi đi chung với mẹ là đi xem hoa mà. Chứ đâu phải là đi chơi xích đu. Đây đứng đây, đứng đây, đứng cái bình bông đây. Chơi 10 giây thôi nha. Rồi. Đi rồi không có quay lại đâu. Đi nhiều lắm. Mày nói vậy thôi chứ mày không có quay lại đâu. Nè. Rồi rồi. Bạn đó chơi nguyên tới chiều luôn á. Bạn đó chơi tới chiều luôn ở đó đó, không lẽ con ở đây chơi chứ bạn đó tới chiều sao? Thôi. Có lá là đừng có đụng vô của người ta. Bây giờ con ngồi chơi với bạn đó, mày để con chơi với bạn đó luôn nha, mày đi một mình. Rồi là đi theo bạn đó về nhà ở luôn đi. Rồi, cây đào nó được bán nữa ha. Ra vòng xoay này chạy vào đường Bình Đằng, nó nằm bên này. Nhà xếp à. Đây đào bán rồi hay gì thế này. Đây đào vận chuyển ra chưa có vô chậu nè. À xong rồi cái bắt đầu mới vô chậu. Mấy con này nó bu mật nè. Đỡ hơi nhiều. Tết là không còn đụng phải. Đi bán nhiều rồi đó. Đó được chở đi quá trời nữa. Đó chừng ha. Ở trên kia bán cây nó hay gì kìa. Rất là đẹp ha. Đào đẹp quá. Rồi tỉa cây sao mà đẹp quá. Nhìn xuống sương mai nó liễu rủ. Đây à. Cây này cũng đẹp quá đẹp nè ha. Bông đông không mà không có miếng lá nào hết. Rất là đẹp ha. Ồ, cái đào này cũng rất là khổng lồ nè. Đây nó bán rồi nè. Đi con. Chéo gì? Chút chéo gì đâu? Ủa mẹ đi, mẹ nói là đi ngắm hoa mà. Chứ đâu phải là đi chơi. Lần trước đi ẩm thực cũng vậy ha, đi giữa chừng cũng đòi chơi ha. Trong khi đó là đòi đi ẩm thực ha. Nha. Và bây giờ đi vô đây cũng thấy là cũng đòi chơi nữa ha. À, vậy đừng có nói sao mà mẹ không dẫn đi ha. Ha. Mẹ ơi, với lại đăng ký chút thôi, chờ thêm chút thôi. Không có chút, mấy chút, mấy chích gì nữa hết á. Ôi, cái này mà tỉa thành cái này luôn. Đẹp quá à. Cái bông tím nhí nhí, sao đẹp quá à. Không có nói nhiều nha. Lúc sáng là mẹ đã nói rõ ràng rồi nha. Đi ngắm hoa nha, không phải đi chơi ha. Mày đào không mà rồi hết rồi. Thôi rồi lên. Đào khúc này người lỡ hơi bị nhiều ha. Đã bung hết luôn á. Nhiều luôn lại bị chối. Nay 23, 24 thì còn có tuần nữa là
Hết rồi. Không, cũng vừa rồi đó. Vừa rồi. Vừa rồi chứ không có ấy đâu. Đẹp quá à. Cột lại. Cột cái nè. Cột gọn gàng. Về nhà bung ra. Cây này đẹp nè. Cây này nụ quá chừng nè. Đừng, đừng có đụng vô hư người ta. Nụ mà em nè, có trái thì nụ. Vô đây đi, ý vô đây đi. Cây này đỏ bông nhiều nè. Rồi. Trời, nó FBI rồi, dữ dội ha. Ha. Cây này cũng đẹp nữa. Cái nào sao nhìn thấy cũng đẹp. Cây này là hoa ẩm thực rồi nè. Hoa đào. Chứ ẩm thực gì mà ẩm thực. Đó nữa là hoa làm đẹp á. À, đây là bung ra đẹp dễ sợ. Nó bung ra tất sự chỗ nó đẹp. Ừ. Cây quá bự ha. Khu này là bán đào. Yếu yếu đào tơ đây. Đào tơ gì? Khi vườn đào dưới ha. Khi vườn đào. Thôi được rồi. Được rồi, mình đi lên. Mình đi lên. Mình đi lên. Nếu nó đi về là phải muốn đi về đằng con. Cơm cho hai bà con cơm chưa? Thôi mình đi lên, mình đi qua chỗ khác. Đi con, đi. Nhưng mà nếu nó đi về là phải nó đi về luôn chứ. Đi con. Nó đi về là nó đi về luôn chứ. Chứ sao lại nói là đi một chút. Thì mẹ nói rồi, rồi. Để cho bạn đừng có buồn. Bạn đang chơi có một mình. Con đi rồi bạn chơi với ai đâu. Nhưng mà có điều nơi mà mẹ nói chờ một chút. Nhưng mà lâu quá. Không tới thì cũng buồn vậy. Thì bạn sẽ biết là con không tới nữa. Trên đây là hình như góc trên đây là bán mai. Đây là góc mai ha. Con có biết là từ đây đi vô đâu đó mất bao nhiêu lâu không? Hả? Mình đi bộ chứ có phải mình đi xe mình chạy cái quẹo của nó tới không? Đừng đi công chuyện đi của mẹ rồi. Thơm quá. Thơm mùi mai trắng quá. Mẹ mà ơi. Cho vậy đó với con đây để vô trong đó.
comment luôn. Khu này trưng cây bông này không biết cây bông gì ha. Khô ha. Như mốt sốt, bỏ lên chậu, nơ ghim lên, đẹp quá. Đỏ, hoa hồng, hay vàng. Đây là mai ha. Hết rồi, trên kia là bông giấy rồi. Giấy với mai tiếp tục. Thôi mà mình đi xuống. Các bạn đã biết tên của con. Cái bông gì giống như cái bông gòn nhung vậy. Trời ơi, cao quá chừng cao ha. Ý cầm cầm cho mẹ một nhánh ở dưới thôi. Không, cái cây đỏ, cái cây đỏ, cây đỏ, cây đỏ. Ừ, cây đỏ, cây vàng nè. Không, để mẹ coi thử nó là cây bông gì. Nè ha. Coi nó có phải nhựa không ta. Bông này nhìn sao mà nó giống y như cái bông gòn ha. Rồi để gỡ ra thử coi. Bứt một bông thử coi nó như thế nào. Đây nè. Bông này nó vậy nè. Y như cái bông gòn ha. Giống bông chim á. Rồi nhuộm màu rồi ha. Nhuộm màu rồi nè. Nè nó ra màu, nó dính màu tay mình nè. Nhuộm màu ha. Màu nhuộm màu trắng, người ta nhuộm. Con muốn cầm không? Bẻ bớt ngắn lại. Con vô đây con đứng đi. Ý, ý. Ý vô đây đứng nè. Rồi xoay mặt qua. Rồi. Rồi con không lượm ha. Mẹ bẻ cho con rồi con không lấy sao? Con chỉ cầm thử thôi. Cầm thử thôi hả? Ngại không dám cầm. Về người ta đã bỏ rác rồi mà hại không cầm. Rất là đẹp ha. Nhìn cái mặt con thấy thế sao đâu, người ta bỏ mà. Chợ hoa Tết 2018 không ghi gia đình. Từ ngày 8 tới tới ngày 15. Từ ngày 8 tới ngày 15 tháng 2 nữa. Tức ngày 23 cho tới ngày 30. Bán trong vòng 7 ngày tuần. Bây giờ mình băng qua kia đường ha. Làm sao băng qua kia đường? Băng qua kia đường lên đây xem tí nữa là xong. Mẹ ơi, bây giờ đi công chuyện của mẹ đi. Thì đi nè. Giờ đi ra ngoài kia lấy xe không để con mang giỏ lên lưng đi. Rồi nón lên. Hết nắng rồi còn gì nữa. Ồ cái mai thì ra nụ quá chừng luôn nè. Nụ quá, nụ à. Nụ quá trời nụ ha. Trời ơi. Kiểu này là tới Tết rồi nó nở bông vàng quánh luôn. Ồ. Đến Tết rất là qua đẹp đi ha. Thăm tí thôi mà. Tết ta hết bán không con? Ôi đẹp quá. Nguyên cái chậu sứ. Con mang cái giỏ của con coi. Quá nụ cái nhiều ha. Mang giỏ là không được đâu. Quá đẹp. Ê, mai giờ đẹp quá. 7 ngày nữa nở. Nở coi như vàng luôn. Tết lớn luôn.
Đây, nó mai đẹp ghê chưa. Mai này trồng hay quá nè. Mai khu vực này trồng nhìn thấy là quy mô ha. Đây, cái cây mai này nữa nè. Ô, cha. Mai mà làm dạng bonsai y như có cái bản đồ trong view gì ha. Đẹp quá. Ừ. Đẹp quá. Cái khu vực bán mai này quá là dữ ha. Ý con ý đi ý bé ý đi bé ý ăn khu vực này thơm mùi bưởi, thơm mùi tắc. Quá thơm. Con muốn ăn một quả nhưng mà không được. Ăn xong người ta giữ con ở đây luôn. Tỉa nai hư rồi. Bắt tài hay gì nè. Tinh tế. Con lên trước đi, đường hơi nhỏ, con lên trước đi. Tết này tới Tết nó mới chín là đẹp. Đây là ở trong cái công viên này đã dặn ta tưới á. Rồi đi ra. Này không có tỉa ha. Để nguyên cây luôn. Nè, con muốn lụm thì con lụm đi. Đâu người ta rụng nó bỏ rồi mà. Chứ đâu có ăn trộm gì đâu. Rụng là nó rụng rồi. Đó, rụng là nó bỏ rồi. Nó rớt mà. Nhưng mà con ăn được không nữa? Chua lắm. Không ăn đâu. Thơm quá. Thơm không? Thơm mùi tắc lắm. Ồ, bán được đào tắc quá chừng nha. Đó, đi xong rồi á. Chậu tắc, chậu đào. Hai chậu tắc, chậu đào. Tới đây mình băng con đường ha. Giảm 30 ngày kìa mẹ, vô trong đó ăn cảm nhận không? Thôi, để dừng video này qua video mới ha. Không giảm 30 ngày đồng á. Giảm 30%. Băng qua đường. Băng qua đường, băng qua đường. Giảm đến tận 30%. Băng qua đường, băng qua đường. Đợi băng qua đường. Lấy xe xong. Đó lấy, mẹ ơi, lấy xe xong vô trong đó ăn cảm nhận nha. Đâu có gì là trà, kem. Giảm 30%. Lấy nón đội lên, trời nắng rồi. Đội nón lên đi con. Rồi đi nè, đi nè. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Đó là lấy xe xong mình qua bên đó. Đó mua ăn cảm nhận thử không?
lấy xe xong là mình đi xuống Sài Gòn rồi. Lấy xe xong đi xong ăn kem một chút đi, ăn lấy cảm nhận. Thôi, mình mà vô ngồi ăn xong là mình làm biến đi lắm. Hả? Mình đi vô xong mình lười đi lắm. Ôi, cái sung ha. Nè, cái sung có trái nè. Lười đi lắm hả mà? Ừ. Lười có nghe sao? Là làm biến đi á. Thôi, sung rồi. Phải uống sữa à? Ô, uống sữa, uống sữa. Phải uống sữa, trái uống sữa, không kiển vô chậu luôn. Sung là sung túc á. Mai, mai bé bé bên kia cũng nụ quá, chừng nụ luôn. Ơi, ăn có lười thôi ạ. Để đi tí này xem có gì à. Cái gì mới không? Ồ, khu này bán ớt ha. Trái quá trời trái luôn kìa. Bán hoa luôn kìa. Bán hoa nữa. Ừ. Hoa. Ớt tròn, ớt hiểm tùm lum luôn. Bé tí từ đây ạ. Ừ, bé tí từ đây ạ. Có ớt tím luôn không ạ? Ừ. Mẹ ơi, lấy xe. Khu này mai. Lấy xe đi. Bây giờ là đi thôi. Con là con đang vừa mới bớt bệnh ha, không có được ăn nước đá ha, ha, cho nên là không có được đòi hỏi vô trong đó ăn kem, ăn trà sữa, ăn quýt gì hết nha. Bây giờ hết xong rồi làm lại hả? Vô trong đó xong làm lại hả? Nhưng mà vô là nước đá là bệnh lại. Rồi vô đây đứng đi. Cái mắt kìa, méo xẹo luôn. Con giấy đỏ đẹp quá à. Màu này màu tím hồng quá. Lấy xe nhanh lên mẹ qua bên đó ăn cảm nhận nữa. Không có lét, không có quýt gì hết á. Bên đây cũng mai với tắc với hoa cúc thôi ha. Rồi ok, đi xuống dưới lấy xe về thôi. Ôi bên đó ăn là cảm nhận đó nha. Công viên này rộng lắm luôn ha. Để có thời gian đi xuống xem công viên. Rồi. Công viên bên đó ăn và cảm nhận nha mẹ. Như ý không có đòi hoài như ý nha. Bệnh cả tuần nay chưa hết bệnh, mới vừa bớt bệnh là bắt đầu đi là đòi rồi hả? Mà đòi nói không biết mệt mỏi không. Bông này cái bông gì đẹp quá ha, tím, tím quá chừng luôn à. Ở đâu vậy? Học không mà lấy làm gì? Lấy chi?
muốn lấy để làm gì mới được chứ. Trang cúc ha, khu này là khu vực có hơn Trang Mai. Thôi rồi, đi vô lấy xe đi về. Vậy mà mẹ nói là có cái áo khoác của con. Đúng rồi, cái áo khoác của con đó. Mẹ nói cái cặp mẹ nặng mà. Con cứ tưởng mẹ nói cái cặp của mẹ nặng. Ai ngờ là cái cặp của con. Thì cái cặp của con mẹ cũng nặng mà. Cặp của con mang thì con phải cầm chứ. Không lẽ mẹ cầm giùm con sao? Mai bên kia nào ở đây kìa. Trời ơi, nó đã đầy rồi mà con còn nhét vô làm chi không biết nữa. Con lấy một cái thôi. Bỏ một cái bớt trong đây đi con. Lấy chi không hiểu à. Thấy đẹp á lụm mà. Thôi chỗ này thấy lạ lạ, ý thôi chỗ này không con? Xe lại đầu xe mà con ngỡ. À đây nè. Áo gì? Dạ. Thấy nó lạ lẫm quá. Thường Quyên ha, còn cảnh này là chính giữa đường Đặng Văn Sâm nè, là cái đường này mới mở ha, để thông ra ngoài sân bay, chia nó cắt giữa công viên ra, chia công viên làm đôi ra, bên đó bên đây, đó bên bên cái góc kia, còn bên mặt bên đây là của sân vận động. Mai ở Hoa Lan trong đó chứ. Trà sữa, cà phê. Rồi, thôi mình dừng video đây.